Minh Hoàng Mai Nhỏ làm bên đất, nhỏ làm bên bất động sản. Chứ là bảo hiểm chung á, nên anh nghĩ nó qua làm đó. Triệu đối với người ta nghĩa lý gì? Để chưa gửi. Giờ nó gì đó thì để ra máu không? Mưa gì? Bây giờ nó trở thành kẻ cướp hết rồi. Dân chả có nhờ gì được. Thank you.
cái trời.